để sống mất thái tử rồi sao? Trốn thoát được khỏi một đội quân tinh nhuệ thì không phải là một việc dễ dàng. Nè Gon, trong hội Biunsu ngươi là sát thủ giỏi nhất. Tại hạ có lỗi. Vậy ngươi có kịp nhìn thấy mặt của thái tử không hả? Tuy hắn đã cải trang thành một người thường dân, nhưng hắn vẫn mang theo ngọc bội bên người. Thêm nữa hắn lại được những tên khác bảo vệ. Vì vậy tại hạ nghĩ đó đúng là thái tử. Nhà tiên tri nói rằng tuy chúng ta tưởng biết mặt thái tử nhưng hóa ra lại là không. Thưa ngài Thứ Doãn, Hán Thành và Thám Quan đã nhận lệnh thái tử để điều tra về việc xây dựng của Dương Thủy Thính. Làm theo lệnh của thái tử sao? Dạ. Tôi vẫn chưa điều tra được điều gì rõ ràng hết, nhưng mà bọn chúng đã tới gặp những người thợ đá, cho nên nếu như ngài đồng ý, tại hạ sẽ ra tay trước để mà diệt trừ hậu quả. Về Viên Thư Doãn của Hán Thành này, hắn vốn nổi tiếng là một vị hoàng thanh liêm, hoàng thượng sẽ xem trọng năng lực của hắn và sẽ dồn sự chú ý của hắn về Hán Thành. Còn thái tử giả thì bây giờ sao rồi? Thái tử giả ở trong phòng vẫn chưa có động tĩnh, còn hai người còn lại thì đã di chuyển tới chỗ khác rồi, nhưng tại hạ đã xác định được vị trí. Thái tử đã ra lệnh điều tra về Dương Thủy Thính à? Nghe nói tính cách của thái tử rất là nhu nhược mà. Phải, thậm chí còn mắc bệnh trầm quốc, cho nên hoàng thượng rất lo lắng cho hoàng nhi của mình. Để việc ngày hôm nay không thể xảy ra nữa thì chúng ta cần phải xử lý bằng mệnh lệnh của hoàng thượng. Lệnh của hoàng thượng sao? Phải cho bọn chúng thấy là ngay cả hoàng thượng cũng không dám chỉ thị như vậy. Nhưng hãy thu phục tông miếu trước đi. Sao? Ngài nói chúng ta đi thu phục tông miếu à? Nhưng chúng ta đâu biết khi nào hoàng thượng sẽ thay đổi thái tử chứ. Ta không nói các ngươi phải đi bắt thái tử, mà là khiến cho hắn phải tự mình tìm đến ta. Thái phiên trưởng, Thứ Doãn Hán Thành và Thám Quan đang điều tra Dương Thủy Thính theo lệnh của thái tử điện hạ. Xin ngài hãy ra lệnh bắt giữ bọn chúng và xử tội bọn chúng vì dám cả gan mạo danh thái tử. Nhà ngươi đang nói về chuyện gì vậy hả? Mạng sống của thái tử cũng đồng nghĩa với Dương Thủy Thính. Hoàng thượng không thể đụng tới Dương Thủy Thính được. Nếu không, cam kết giữa ngài và hội Biunsu sẽ trở thành vô hiệu lực đột hoàng thượng. Ngươi đang đe dọa ta đó sao? Rằng nếu đụng vào Dương Thủy Thính thì mạng của thái tử sẽ khó bảo toàn, đúng không? Hoàng thượng, hạ thần xin người hãy để thái tử gia nhập hội Biunsu đi. Cho dù là có phải sử dụng thái tử giả, hay hoàng thượng muốn đưa lên một vị vua tương lai chống đối với hội Biunsu, nếu là như vậy, chỉ có hoàng thượng là chịu thương tổn thôi. Hoàng thượng, có một người thợ đá đã đồng ý giúp cho Thứ Doãn và Thám Quan đứng ra làm chứng. Bọn họ hy vọng sẽ tìm được nhân chứng quan trọng. Nhưng mà hôm nay tất cả bọn nhân chứng đã bị giết hại, và thái tử Ly Xuân giả mạo mà hoàng thượng đang bảo vệ ở Bảo Luân Tự để đánh lạc hướng, đêm nay đã bị người của hội Biunsu thủ tiêu rồi đó. Hả? Còn người thay thế ở thính phòng Tâm Cốc cũng đã được chăm sóc rồi, hắn sẽ biến mất khỏi đó không một dấu vết. Hoàng thượng, người hãy dùng mọi nguồn lực có thể để bảo vệ sinh mạng của thái tử thật đi. Dù bọn chúng có thật sự có tội cũng không hề bị xử phạt, không thì chúng đâu dám giết người như vậy. Bọn khốn ở Dương Thủy Thính kia ta sẽ... Ngươi lại lạm quyền nữa rồi đó. Làm sao sửa được tính nóng vội của ngươi đây hả? Vậy không lẽ cứ để cho bọn chúng lộng hành như vậy đó hả? Nói chuyện mà lộ rõ tính nóng vội, vậy con có suy nghĩ như thế nào? Con sẽ điều tra cho rõ nguyên nhân, nhưng mà con cũng đừng quá trung thực, sẽ gặp nguy hiểm đó. Lại mấy cái lời này nữa, thiệt tình. Cứ mỗi khi con ngẫm nghĩ lại quá khứ, con nhớ người chỉ toàn nói ra những lời đoán mệnh thôi. Chuyện này thì có gì liên quan tới người mà người cứ trù ẻo con như vậy hoài kia chứ? Người cũng chỉ dựa theo cảm tính mà không dám biểu lộ phẫn quốc mà thôi. Nhưng mà chuyện này không phải như vậy, làm sao mà người có thể để yên cho bọn chúng được kia chứ? Liệu sức của ngươi thì có thể làm được cái gì không? Tất nhiên là không được rồi, con biết. Nhưng mà con có lệnh của thái tử, người đã ra lệnh cho con đó.
Thứ Doãn Hán Thành Hành Kiêu Hồn, thám quan Bắc Mù Hoàng. Từ bây giờ hãy điều tra kỹ càng về công trình của Dương Thủy Thính. Ngăn thái tử lại đi. Thưa sư phụ, tại sao? Nếu làm sáng tỏ sự việc, nếu biết được sự thật thì sẽ làm sao chứ? Thái tử sẽ bị mất mạng, giả lại muốn nhổ tận gốc ngọn cỏ đó, các người cũng không thể yên thân đâu. Người tính kháng lại mệnh lệnh của chính thái tử hay sao? Đúng vậy, là để giữ mạng thái tử và của các ngươi nữa. Cùng vào với ta đi. Hãy trực tiếp giải bày nỗi thống khổ mà phụ thân của ngươi phải chịu đựng. Còn nói cho tao biết, rốt cuộc con đã làm cái gì vậy hả? Nhi thần xin phụ hoàng tha tội vì đã phiền lòng tới người. Nhi thần xin lỗi. Chính thái tử đã ra lệnh cho Thứ Doãn đại nhân của Hán Thành phủ điều tra Dương Thủy Thính phải không? Chuyện đó làm sao? Con là thái tử của đất nước này, bất kỳ hành động nào của con sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, con có suy nghĩ trước khi hành động hay không hả? Nếu như con không hành động mà chỉ biết tới thỏa hiệp thì ai sẽ đứng ra bảo vệ những bách tính không thể phản kháng được chứ? Nói cái gì hả? Chính Dương Thủy Thính đã dùng chính nguồn nước cấp cho bách tính để làm phương tiện bóc lột họ Thứ phụ hoàng. Thái tử, bọn chúng đã lạm dụng quyền lực của mình để hành tội những bách tính không có sức mạnh, thậm chí là giết hại bách tính nữa. Chính phụ thân của người này cũng chỉ vì đã lấy trộm một thùng nước mà đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Thưa phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn dùng một chút quyền lực yêu cầu Thứ Doãn và thám quan đại nhân điều tra rõ việc này. Nhi thần cầu xin người hãy xử tội bọn Dương Thủy Thính. Dũng khí vô dụng đó của con, có thể làm hại thêm nhiều tính mạng nữa đó, không phải chỉ một tiểu dân này thôi. Khi con đủ sức mạnh bảo vệ Vạn Bách Tính thì hãy nhắc lại chuyện này. Nếu Vạn Bách Tính bỏ mạng rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như con thiếu sức mạnh thì chỉ cần dùng hàng Vạn Bách Tính chiến đấu là được thôi mà. Dương Thủy Thính chính là cái giá phải trả cho mạng của con đó. Chị thái tử ở lại, tất cả lui hết ra ngoài. Con đã hỏi ta lý do mà tại sao con phải đeo mặt nạ đúng không? Lần này phụ hoàng sẽ cho con biết thật sao? Trước khi con ra đời thì ta... Dạ thưa phụ hoàng. Con có biết là việc mình xém chút nữa lại chết ngay khi mình vừa mới được sinh ra chỉ một lúc hay không? Dạ, con nghe được là vì lần bị bệnh đó mà con đã phải đeo cái mặt nạ này.